Ba này tầng mày ở dưới tao mà. Ba nếu mà thấy rớt hộp xuống là ở trên nữa mà. Lẹn anh kia. Hay là chị thắng luôn á. Lim ơi, chụp cái dây tắm lim. Quay ra không chụp, chụp ý chụp đâu không ơi, nó bị lát lên rồi. Ba chùm đi ba. Chùm cho thấy anh phố gõ rồi. Đúng hả? Thôi gì được rồi. Khó lắm, ăn lát an toàn mà. Thế con xong cho ba. Thôi được rồi. Đó, nó xong, nó xong đó. Dạ. Thấy không, thấy xong không? Dạ. Có cầu đó thấy không? Dạ. Cầu quá mà xong đó. Giờ tháo ra chưa? Chưa. Chưa cho tháo đâu. Chưa, nó chưa cho. Có xe ta mở đèn lên chưa không? Không biết. Chưa cho tháo đâu, con cái đòi tháo hoài à. Còn đang dốc mà. Chưa có bằng đâu, chưa có nó bằng. Keo keo rồi đó không? Thưa quý khách, vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng cài dây an toàn khi vẫn còn ngồi trên ghế. Đó, tao cho tháo đâu, cái đòi tháo hoài. Ba lẹn rồi không? À, nghiêng, phải không?